Xin được trân trọng cảm ơn những điệu múa cực kỳ dẻo dai của các cô gái Thái rất xinh đẹp đến từ đội múa gia đình của chúng ta. Và chúng ta ở phía bên dưới không quên dành cho đội múa một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không quý vị ơi? Vâng, xin được trân trọng cảm ơn đội múa.